Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội thảo về cải cách hành chính. Không để việc thi công công trình ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Người Dao Đỏ vững sinh kế từ rừng. Trong phần tin thế giới, robot giao đồ ăn, công nghệ phổ biến tại nhiều trường đại học trên khắp thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 tỉnh Lào Cai có chủ đề Xuân yêu thương, hành trình của sự kết nối, chia sẻ và tự lực vươn lên. Dự kiến tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 12 tới đây tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai. Để chương trình diễn ra thành công, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục hưởng ứng ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, địa chỉ phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 3761-0905-1094-91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham luận của các đại biểu làm rõ những nội dung cải cách hành chính trong công tác dân vận, thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay, phát huy tính sáng tạo đối với hoạt động giám sát phản biện xã hội, nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị cần nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong cải cách hành chính, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức tập hợp lực lượng, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận đối với chủ trương cải cách hành chính. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, có cơ chế chính sách, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, cải cách hành chính đi đôi với phân cấp phân quyền, phát huy tốt quy chế dân chủ. Ngày 2 tháng 12, Thành ủy Lào Cai đã tổ chức chung kết Hội thi Dân vận khéo năm 2022. Dự hội thi có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội thi Dân vận khéo thành phố Lào Cai năm 2022 thu hút 21 đội dự thi với trên 200 thí sinh. Trải qua vòng sơ khảo với nhiều phần thi xuất sắc ấn tượng, Ban giám khảo đã lựa chọn 8 đội thi xuất sắc tiêu biểu nhất vào vòng chung kết hội thi. Tại vòng chung kết, với sự chuẩn bị nghiêm túc, nội dung phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện, các đội thi đã hoàn thành tốt 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi tiểu phẩm. Qua các phần thi, bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt trong công tác dân vận khéo ở các lĩnh vực. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải tạo các tập quán lạc hậu, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp. Hội thi Dân vận khéo thành phố Lào Cai năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực sâu rộng, là diễn đàn để những người làm công tác dân vận học tập và trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình dân vận khéo. Thời điểm này, nhiều hộ dân ở thôn biên giới Trúng Trải B, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương đang bước vào vụ thu hoạch quýt sen. Quýt đã trở thành cây trồng giúp cho đồng bào nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trong đó, gia đình anh Sền Pờ Diêu, dân tộc Pa Dí là một điển hình. Đã từng gieo ngô, cấy lúa, chăn nuôi, nhưng thu nhập của gia đình vẫn eo hẹp, không có tích lũy. Quyết tâm thoát nghèo, năm 2004, anh Sền Pờ Diêu mạnh dạn đưa cây quýt về trồng. Sau 3 năm chăm sóc, cây cho thu hoạch vụ đầu tiên. Mở rộng thêm diện tích, đến nay quy mô vườn quýt đã lên đến 5 hecta với 6.000 cây. Mỗi vụ cho thu hoạch trung bình 30 tấn quả. Gia đình anh thu về từ 300 đến 400 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 6 lao động. Gia đình cũng đã trồng được hơn 6.000 cây, thì bây giờ là chỉ chú tâm vào để chăm sóc cái trong chỗ số 6.000 này để cho nó tốt hơn và hiệu quả nó là năng suất đạt cao hơn so với trồng thêm nữa. Bởi vì trồng thêm nữa thì mình không chăm sóc được là nó sẽ quả nó không đạt được yêu cầu.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm, gia đình anh Diêu tuân thủ quy trình sản xuất quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vì thế, quả quýt được khách hàng ưa chuộng, giá bán tốt và tiêu thụ thuận lợi tại vườn. Đồng thời tận dụng bán hàng trên các trang mạng xã hội với nhiều đơn hàng lớn, trở thành hình mẫu ở địa phương. Anh Diêu anh cũng là một tổ trưởng tổ hợp tác trồng quýt và giúp đỡ bà con về vốn kỹ thuật cũng như là cung ứng phân bón cho bà con nhân dân. Chuyện làm giàu từ cây quýt ngọt của gia đình anh Sền Pờ Diêu là minh chứng rõ nét về quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Sền Pờ Diêu cũng vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Sáng ngày 2 tháng 12, tại nhà thi đấu Đa năng tỉnh, 14 đoàn, 406 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị đã tham gia lễ khai mạc giải cầu lông bóng bàn bóng chuyền hơi chung kết các khối thi đua tỉnh Lào Cai lần thứ 22 năm 2022. Tại giải, các vận động viên tham gia thi đấu 3 môn, cầu lông, bóng bàn và bóng chuyền hơi. Ở môn cầu lông có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ các lứa tuổi. Môn bóng chuyền hơi gồm 2 nội dung, bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ. Môn bóng bàn gồm nội dung đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ các nhóm tuổi từ dưới 35 đến 60 tuổi. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu với quyết tâm cao. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay sẽ có nhiều trận đấu hay bởi có sự góp mặt của các vận động viên xuất sắc đã được tuyển chọn qua các giải đấu từ các khối thi đua. Giải đấu diễn ra trong 3 ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12 với trên 300 trận đấu cầu lông, bóng bàn và bóng chuyền hơi. Trong năm 2022, tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn lực để triển khai các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ cho trên 15.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập với tổng kinh phí gần 670 triệu đồng. Quan tâm giải quyết việc làm mới cho 7.500 lao động, trong đó có 127 lao động người dân tộc thiểu số được xuất khẩu lao động sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Singapore. Hỗ trợ đào tạo học nghề cho trên 2.700 con em người dân tộc thiểu số và trợ cấp xã hội cho 600 học sinh, sinh viên. Qua đó giúp người dân tộc thiểu số có điều kiện được tham gia học tập, làm việc, từng bước nâng cao chất lượng đời sống, giảm nghèo bền vững. Năm 2022, thu nhập của nông dân Simacai được nâng cao nhờ cây ăn quả ôn đới với tổng giá trị khoảng trên 47 tỷ đồng. Toàn huyện Simacai hiện có 938 ha cây ăn quả ôn đới, diện tích cho thu hoạch năm 2022 là 528 ha, sản lượng gần 1.400 tấn. Xác định cây ăn quả ôn đới là một trong những cây trồng chủ lực để phát triển trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và những năm tiếp theo, huyện Simacai tập trung nhiều giải pháp phát triển vùng trồng cây ăn quả ôn đới nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa với số lượng lớn, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái gắn với các vườn cây ăn quả ôn đới giúp bà con có thêm thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Lào Cai, nhiều công trình cải tạo, nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước đang được triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. Tuy nhiên, thi công trong đô thị luôn là bài toán khó, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn phải đảm bảo các yếu tố an toàn, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt của người dân. Gần 2 tuần nay, các đơn vị thi công đang tích cực triển khai hạng mục cải tạo, mở rộng tuyến đường Lý Công Uẩn, phường Kim Tân. Để không làm ảnh hưởng tới việc lưu thông sinh hoạt của người dân, đơn vị thi công tính toán kỹ lưỡng các phương án, đào công đến đâu, tiến hành nâng cấp sửa chữa ngay trong ngày. Đối với công trình này, tôi đã thấy khắc phục được rất là nhiều bởi vì là khi người ta đào lên trong cái thời gian ban ngày hoặc là đến tối, tức là trước thời gian nghỉ ngơi là đã hạ được ngay cống xuống, không để có những lỗ hổng để gây mất an toàn giao thông cho nhân dân. Do việc thi công ngay trên tuyến phố đông đúc, lại gần chợ, mật độ phương tiện qua lại lớn, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, làm đến đâu xong đến đấy, đơn vị thi công chấp hành nghiêm túc việc đảm bảo an toàn giao thông cũng như phòng tránh tai nạn tại công trình. Tuy nhiên, tại tuyến đường Nguyễn Du, phường Kim Tân, theo phản ánh của người dân, một số hố ga, cửa thu nước sau khi thi công xong, đơn vị thi công vẫn chưa hoàn trả lại mặt đường, gây khó khăn cho các hộ buôn bán tại đây. Thứ nhất là bụi bặm này, thứ hai là rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng đến cái đi lại.
các cái hố gom ra kia nó sẽ nguy hiểm, xe tụt rồi. Mong muốn cho đơn vị thi công là làm nhanh, đẩy nhanh tiến độ để cho bà con giáp Tết rồi còn kinh doanh 1-2 tháng về Tết này. Công trình cải tạo mở rộng đường Lý Công Uẩn và đường Nguyễn Du, phường Kim Tân, chiều dài gần 1 km, tổng kinh phí đầu tư trên 15 tỷ đồng. Công trình này được đánh giá là có độ khó khi cải tạo bởi mật độ dân cư đông, lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Ngoài việc khắc phục hạn chế như đã đề cập thì việc đẩy nhanh tiến độ được chủ đầu tư, đơn vị thi công gấp rút thực hiện. Trong quá trình thi công thì bọn tôi cũng bao giờ cũng nhắc nhở đơn vị thi công là luôn luôn đảm bảo an toàn tối đa về cái an toàn lao động. Sau cái ca thi công thì bao giờ cũng có nghĩa là bọn tôi thi công là cuốn chiếu, đến đâu nó gọn gàng đến đấy, sạch sẽ. Nâng cấp đường phố, chỉnh trang đô thị là yêu cầu tất yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị thành phố Lào Cai. Do vậy, phần lớn người dân đồng tình ủng hộ, đồng thời mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo môi trường và tuyệt đối an toàn. Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa bốn bề núi, bao năm nay cuộc sống của đồng bào Dao Đỏ ở mạn Phìn Ngan, Tòng Sành, huyện Bát Sát gắn bó với những cánh rừng. Rừng là nhà, rừng là sự sống với những món quà quý giá, đặc biệt là những lá thuốc trở thành bài thuốc bí truyền của dân tộc Dao Đỏ. Những bài thuốc này giờ được quảng bá rộng rãi, dần trở thành sinh kế vững bền cho bà con. Theo mẹ vào rừng tìm lá thuốc từ nhỏ, người phụ nữ này đã được truyền nghề, nắm giữ hàng chục bài thuốc gia truyền của dân tộc. Người bị cảm mạo, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, người ốm cần phục hồi sức khỏe, đều nhờ cả vào thứ dược liệu quý giá mà bà Mẩy lấy từ rừng già. Giờ thuốc rất hiếm, sao là mình phải đi trên rừng, tức là rừng xa nhất ấy. Mình phải xin ở trên rừng, phải mình hái nhỏ các cây thuốc về đây trồng, phải giữ được các cây thuốc đấy. Nhà cộng đồng của người Dao Đỏ nằm ở trung tâm thôn Sải Duần với 4 phòng, 16 thùng tắm, gội và phòng nghỉ. Nơi này có thể đáp ứng tốt nhu cầu của du khách muốn nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động cộng đồng với bà con trong thôn. Tôi bị đau lưng nhiều năm rồi, nên là tôi nghe người ta nói là trên này có thầy thuốc giỏi. Tôi lên trên này tắm và đun nước uống, nước thuốc. Thì bây giờ sức khỏe thì sẽ nhanh hồi phục thôi. Giờ tôi thấy thoải mái rồi. Những mô hình tắm lá thuốc của đồng bào Dao Đỏ đang tạo ra những nét riêng cho du lịch Lào Cai, góp phần khẳng định nỗ lực của người dân và chính quyền về định hướng phát triển các dịch vụ có thu nhập gắn với quản lý tài nguyên rừng. Ở bên trước kia làm nương hết, chặt phá làm nương hết, bây giờ thì thành những khu rừng ở trên này là thành rừng tái sinh thì cũng có rất là nhiều cây thuốc mọc lên. Nhà thuốc tắm ấy phải nói duy trì được 3-4 năm nay, phải nói rất là tốt. Cái cộng đồng của người dân cũng rất là ý thức. Thứ nhất là được giữ được rừng, bảo vệ rừng. Thứ hai là cũng giữ được những cây dược liệu thuốc quý để phục vụ chính con em thôn bản mình. Thứ hai nữa là để phục vụ khách và tạo thành hàng hóa. Những cánh rừng được bảo vệ, gìn giữ xanh tươi, cuộc sống của người dân vùng cao cũng ngày khấm khá hơn. Từ những sinh kế vững bền, bà con thấy được giá trị, tầm quan trọng của rừng đối với đời sống. Từ đó càng thêm ý thức quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Tiếp theo chương trình, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3 triệu lượt. Australia đặt mục tiêu tham vọng về khí hậu. Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đạt gần 597.000 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp gần 40 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đang tăng trở lại nhờ các đường bay quốc tế đã khôi phục. Cụ thể, trong tháng 11, châu Á là nơi có lượng khách du lịch đến Việt Nam cao nhất với hơn 417.000 lượt người. Bên cạnh đó, dữ liệu thống kê chi tiết điểm đến của Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú tại Việt Nam trong tháng 11 tiếp tục tăng cao. Các quốc gia có du khách tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Singapore, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản. Tính chung 11 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 2,95 triệu lượt,
gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 vừa qua đã có khoảng 77.800 chiếc ô tô được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước. Như vậy, so với tháng 10, lượng ô tô tăng mạnh tới 49% và trở thành tháng có lượng xe mới cao nhất trong năm. Đặc biệt, trong tháng 11, ước tính có 32.000 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước 616 triệu đô la Mỹ. Tính trung bình, mỗi xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 có giá trị chỉ 19.250 đô la Mỹ một chiếc, tương đương khoảng 480 triệu đồng. Trong khi đó, vào tháng trước, giá trị đơn chiếc của xe nhập khẩu lên tới 24.600 đô la Mỹ trên một chiếc, tương đương khoảng 610 triệu đồng. Điều này cho thấy các nhà nhập khẩu ô tô đang hướng tới các dòng xe giá rẻ thuộc phân khúc bình dân. Chuyển sang tin thời sự thế giới, theo Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia, mục tiêu giảm 43% lượng khí thải vào năm 2030 sẽ đạt được một khi các đề xuất khác nhau được thực hiện. Các đề xuất bao gồm chiến lược sử dụng xe điện cũng như lập quỹ tái thiết quốc gia trị giá 10,2 tỷ đô la Mỹ đang trình lên Quốc hội. Trình bày tuyên bố đầu tiên về khí hậu trước Quốc hội Australia, người đứng đầu Bộ Biến đổi Khí hậu và Năng lượng nước này khẳng định, Australia đang trên đà đạt mức giảm phát thải lên 40% vào năm 2030, gần sát với mục tiêu đề ra. Ông cho biết các cải cách và mục tiêu vẫn đang được thảo luận và lên kế hoạch thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho biết chính phủ Australia sẽ khôi phục vai trò và nguồn lực cho cơ quan biến đổi khí hậu độc lập, cũng như chấp nhận mọi khuyến nghị từ cơ quan này. Theo số liệu mới công bố, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 10 vừa qua đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,5%. Đây là dấu hiệu cho thấy các nền kinh tế thành viên Eurozone đang trên đà phục hồi sau đại dịch COVID-19. Theo cơ quan thống kê châu Âu, trong tháng 10 vừa qua, ước tính trên toàn Liên minh châu Âu EU có hơn 12,9 triệu người thất nghiệp, tương đương 6%, còn ở Eurozone là hơn 10,8 triệu người. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Eurozone kể từ khi cơ quan trên bắt đầu thống kê từ tháng 4 năm 1998. Đáng chú ý, nhóm người trẻ tuổi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong cả EU và Eurozone ở mức khoảng 15%. Trong khi đó, Tây Ban Nha là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất EU ở mức 12,5%. Robot giao đồ ăn, một công nghệ từng là giấc mơ hàng chục năm trước, nay đã trở nên phổ biến tại khoảng 30 trường đại học trên khắp thế giới. Starship Technology, công ty cung cấp dịch vụ này cho biết họ vừa đánh dấu chuyến giao hàng thứ 4 triệu. Trong thời tiết ấm áp bất thường cuối tháng 11 tại khuôn viên Đại học Illinois ở Chicago, hòa vào dòng sinh viên trong sân trường là những con robot hoàn toàn tự động, di chuyển với 6 bánh xe, mang thức ăn đến cho những sinh viên đang đói. Người sử dụng dịch vụ này chỉ cần tải xuống một ứng dụng, lựa chọn điểm đến và đặt hàng từ những nhà hàng có trên ứng dụng đó. Nhà hàng sẽ thực hiện đơn đặt hàng, để vào robot và đồ ăn sẽ được vận chuyển đến người đặt hàng. Chúng tôi hiện có gần 2.000 robot và vừa hoàn thành chuyến giao hàng thứ 4 triệu trên toàn thế giới cách đây vài tuần. Có một số người lo ngại về độ an toàn cũng như mức phí khi sử dụng dịch vụ giao hàng bằng robot này. Song nhìn chung thì hầu hết mọi người đều cảm thấy khá thích thú. Ngoài các trường đại học ở Mỹ, dịch vụ robot vận chuyển đồ ăn còn được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh, Đức, Đan Mạch, Phần Lan và Estonia. Thưa quý vị và các bạn, ngôi làng Masule ở Iran có những mái nhà được chạm khắc vào sườn núi tạo thành lối đi, khiến người dân có thể thoải mái đi lại trên mái. Những ngôi nhà trong làng thường có 2 tầng, được xây dựng từ đất sét và gỗ và san sát bên sườn núi có độ dốc cao. Cấu trúc xây dựng có 102, góp phần tạo sức hút để du khách ghé thăm vùng đất này. Những hình ảnh về ngôi làng có kiến trúc đặc biệt này sẽ khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.